Ok, xin chào mọi người. Trở lại với Kozoma thì hôm nay mình đến chơi chương 4. Ở phần trước thì chúng ta đã trở lại khu chung cư, ngôi nhà mà chúng ta đã ở với vợ mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với chương 4, tìm cách gọi là phong ấn Kozoma, phong ấn người em gái của vợ mình để chúng ta có một cuộc sống nó bình thường nhất có thể. Chơi nào, bắt đầu. Cái nơi mà mình muốn tới á thì không không xa à, nhưng mà người ta nói rằng á nó từng là một cái chiến trường cổ đại, và cái gì ngôi đền là ngôi đình á, là để phong ấn một vài cái gì đấy. Ok, đây chúng ta đến với cả cái ngôi đình gì đây. Đạo sĩ á, ông ấy nói rằng ở đây có âm khí rất là nặng đấy. À, vậy nên là chúng ta phải làm nhanh hơn, nhanh lên vì bóng đêm đang tới rồi. Ok, mình đã có người đàn ông giấy đây rồi. Trước mặt chúng ta có một cái biển cấm vào, nhưng mà chúng ta vẫn cứ vào làm liều thôi, đi vào trong đình. Bây giờ thì mình sẽ đặt người đàn ông giấy lên và vẽ hình con ma. Ok, bây giờ mình phải đi kiếm cái gì đó. Đây, chúng ta lấy được một cái lồng đèn. Trong này không lấy được thêm cái gì nữa. Ở đây có một cái, mình lấy được một cái bình, một cuốn sách. Ui, cuốn sách viết cái gì ạ, nhiều chữ lắm. Ở đây mình sẽ đặt lên đây rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không có bút để vẽ. Chúng ta lấy được một cái lồng đèn. Đây, mình sẽ treo lồng đèn ở ngoài. Ok, sáng rồi. Ở đây có ghê vậy. Có một cái mảnh hình các bạn ạ, cái mảnh hình mà bị đốt rồi. Mảnh hình của bố mẹ của vợ mình. À đây, ở bên ngoài này thì ui, what the fuck cậu bé. Sao mà đứa trẻ lại theo vào đây được? Thật là ghê rợn, mình lấy được một cái bút đây rồi, chúng ta sắp đổ mực để vẽ rồi. Có một cái hốc tròn, mình không hiểu lắm. Nhưng mà chắc là không lấy được. Ok. Lại mới cuốn sách gì nữa rồi, đã bị xé rồi. Có mấy cái que, mấy tờ giấy, không biết để làm gì. Ngoài này còn gì không, bên này thì có gì đây. Có vẻ như dân làng ở đây đang tiến hành các hoạt động tế lễ. What the fuck. Có thịt, có cái gì, bánh bao à? Bánh bao nhân thịt người à, what the fuck. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm nhân thịt à? Cái gì nó bảo mình làm nhân thịt để cho nước, cho lủng gì á. Ok, nhưng mà có vẻ như mình vẫn thiếu cái nguyên liệu gì đó. Từ từ, kiếm thêm đồ đấy mọi người ạ. Đây, mình lấy được một ít nước, ok. Kiếm được cái gì không đây, bãi cỏ có gì không? What, ở đây có một con đường này. Mình lấy được một viên đá. Ok, bên này có một con đường, mình sẽ đi vào rừng. Lấy được thêm một cái miếng gỗ. Ê, đi sang bên phải thì không đi được, đi sang bên trái cũng không đi được các bạn ạ. Nó liên tục là quay lại. Ok, có vẻ hết đồ rồi. À, mình có hai hòn đá để mình chắc là đánh lửa rồi, mình sẽ thử. Ok. Ê, nấu bánh, cho nước vào. Ok. Bây giờ mình sẽ vớt bánh ra. À, mình lấy được một cái bột gì đó. Có bột mới gột được hổ à? Gò mực chăng? Đây, mình cho một ít nước vào đây. À, không phải. À, bây giờ mình đánh mực. Ok, mình có mực đây rồi. Sao? Ok, bây giờ làm gì tiếp? Mình sẽ phải giải cái câu đố này cho. Là sao nhỉ? Phải vẽ kín hết à? Ok. À, một nét phải vẽ kín hết mọi người ạ. Đây. Đây, đây, yes, yes, yes.
Đây 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 đây, ok, đây rồi, được rồi, được rồi. What the fuck? Vẽ xong rồi làm gì nữa? Chỉ cần viết một từ phải không? Ui, đứa nhỏ, nó đi đâu kia? À, mình bị nó cướp mất cái gì ạ? Bây giờ mình phải đuổi theo nó cướp mất cái bút của mình rồi sao ạ? Hay là à, nó cướp mất cái người đàn ông giấy của mình rồi. Mình phải đuổi theo nó. Thằng mất dạy. Trả tao người đàn ông giấy đây. À, mình lấy được lại người đàn ông giấy rồi. What the fuck? Có cái âm thanh gì đó kỳ lạ. Ui, binh đoàn quỷ à? Binh đoàn ma quái. Trời ơi, đây là gì vậy? Thật là khủng khiếp mọi người ạ. Thôi đi ra thôi. Đi ra vẽ 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 người đàn ông giấy thôi. Viết trên giấy. Ui, ông già. Ông già ông lại cướp mất tôi. Trời ơi, lý do là gì đây? Sao mọi người liên tục cướp người đàn ông giấy của tôi? What the fuck? Mình bị giấu trong cái đồng hồ của ông ấy. Lấy ra kiểu gì đây? Lấy được một cái que dạ xoa, không biết để làm gì. Ok, lấy được một cái que dạ xoa và một cái gì đây, một cái lệnh bài gì đây. Một cái lệnh bài mang tên là bạn có thể đến là sao nhỉ? À, bây giờ mình có một cái lệnh bài là có thể, mình có một cái lệnh bài có thể đi vào. Mình sẽ qua bên kia mình đi vào. Ok, đây. Mũi tên đỏ, mũi tên vàng chỉ chữ đầu tiên, mũi tên đỏ chỉ chữ cuối cùng. Còn mũi tên xanh thì chỉ ở chữ thứ ba. Ý là sao nhỉ? Đầu tiên là mũi tên đỏ chỉ vào chữ cuối cùng. À, chữ này có hai nét. Ok. Hai nét chữ, hai nét các bạn ạ. Mũi tên vàng chỉ vào chữ đầu tiên có một nét này, hai nét này, ba nét này, bốn nét này, năm này, sáu, bảy nét. Ok. Mũi tên xanh chỉ vào chữ thứ ba. Ui, chữ này mấy nét đây? Một nét này, hai nét này, ba nét này, bốn nét này, năm, sáu, cũng 7 nét. Ok. Vậy là chúng ta có vàng với xanh á thì là 7, còn đỏ là 2. Quay 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 ra quay ra, quay ra quay ra. Chúng ta có vàng với xanh ấy, thì là số 7, còn đỏ là số 2. Ok. Số 2. What the fuck? Lại cái kiểu này quay thẻ quay đồng hồ mệt vãi thề các bạn ạ. Đây số 7. Ok. Ok. Giờ thiêng đã điểm. Mình lấy được thằng bé đây rồi. Lấy được cậu bé giấy đây rồi. Người đàn ông giấy. What the fuck? Lần này chắc là sẽ không có tai nạn gì nữa. Ôi, mình viết cái chữ đỏ dưới đây. What the fuck, what the fuck? Mình đã tô kín cái chữ rồi. Cái gì đã xuất hiện trên tờ giấy vậy? Một sự bất công chăng? Có ai đó à? Hay là ai ấy ạ? Có phải bạn đang nói rằng bạn bị sai? Mình không hiểu lắm. Ok, có chữ trên trên người đàn ông giấy. Trên lá bùa là tên của vợ mình thì phải. Ô, bà già, ai nữa đây? À, bút lông đã bị lấy đi và bố mẹ dường như đang muốn nói cái điều gì đó với mình. Bố mẹ vợ mình có một thứ gì đó trên sàn. Mình lấy được một cái gì đây? Gỗ nhỏ có cái chữ đất ở trên đấy. À đây mình có một cái yếu tố. Đây mình sẽ để cái chữ này vào đây. Ok. Bây giờ thì chúng ta phải cần đặt các cái chữ này đúng các vị trí mọi người ạ. Chúng ta từ dưới lên thì chúng ta có chữ cuối cùng là chữ đất. Tiếp theo là lửa, nước, gỗ và một cái hình ngôi nhà. Có nghĩa là tất cả. Bây giờ mình sẽ sắp xếp sao đây? Đất thì chắc là đi hình con trâu rồi. Đây con trâu đây. Ok. Lửa với nước thì đi với cái gì đây? Gỗ thì đi với cái gì? What the fuck? Lửa với nước thì mình nghĩ rằng sẽ đi với hai con quỷ dạ xoa này, một con trắng một con đen. Lửa chắc là trắng rồi. À. Lửa là trắng hay đen nhỉ? Lửa. Lửa trắng. Nước là trắng chứ. Nước trắng đây. Lửa đen à? À, một cái hình ngôi nhà.
Ngôi nhà chắc là con ngựa hả? Hay là con người đây? Ông này ông nào nhỉ? What the fuck? Mình sẽ cho con ngựa ngôi nhà đây. Không phải. Thế thì đổi chỗ lửa với nước đi. Lửa trắng, nước đen. Ok đúng rồi. Gì đây, mình lấy được một cái cuốn sách gì đây? Một cái ký tự bằng 6 là sao nhỉ? Bệt bằng 6 ấy, chẳng biết để làm gì. Quay ra đây. Ok, chúng ta có một cái. Ê, cái gậy lăn bánh. Ai quay, chúng ta lấy được cái gậy rồi. Chúng ta sẽ lăn bánh. What? Cho nhân thịt vào. Bọc lại. Thêm một cái nữa. À, không cần à? Mình chỉ lấy một cái thôi à? Ra đây luộc coi. Từ từ lấy nước á. Ok. Cho bánh vào. Cho nước vào. Ô, xong được chưa? À, chúng ta đậy lắp. Đậy lắp lại, bánh đã chín rồi. Ăn được không? Bánh chín ăn được không? Bánh chín rồi làm gì nữa? À, chúng ta có ký tự đây rồi, ký tự đặc biệt này mang số 6, hai cái mũ và lằng ngoằng. Ok, mình ra mình nhập. Đặc biệt số 6 đây. Đây 1 2 3 4 5 6. Quay trở lại chỗ cuốn sách. Sách cuối cùng thì mình vẫn phải dịch cái cuốn sách này thôi mọi người ạ. Ok. Ở đây có cái ký tự gì đây? Có một tên, cái tên lưỡi dài ấy thì là dài 3 thước. Và cái ký tự núi núi kìa là cái cách kiếm tiền đầu tiên. Chúng ta có cái lưỡi 3 thước và cách kiếm tiền đầu tiên là số 1. Ok. Từ từ. À, cái này là số 1 này. Cách cái lưỡi dài 3 thước 1 2 3. Ok. Tiếp tục có một cái trang gì nữa đời. Ở đây thì có ghi là cái thằng ở vị trí màu vàng ấy thì nó thường là thủ lĩnh của cái đám đi long nhong. Còn những cái thằng còn cái thằng màu đỏ ấy thường là những cái thằng nợ nần chồng chất và đi theo cái thằng màu xanh ở vị trí số 6 là sao nhỉ? Từ từ. Ý là cái thằng màu vàng ấy sẽ là thằng thủ lĩnh. Còn thằng màu đỏ đi theo thằng màu xanh ở vị trí số 6. Ok, chúng ta có thằng màu xanh. Đây thằng này số 6 này. 6 5 4. Ok, thằng màu đỏ số 4. Vậy là cái ký tự màu đỏ sẽ số 4 các bạn ạ. Đây. Ký tự này sẽ số 4 này. Ok, hình số 2 và gạch gạch số 4. What the fuck? Đây, 1 2 3 4. Còn cái cuối cùng thì chúng ta random thôi. 7 6 7 8. Ok. Lấy được cái gì đây? What the fuck? Cái đứa nhỏ nó vẫn cứ đi theo mình. Chúng ta lấy được một cái miếng âm dương một nửa theo mình là vậy. Và một cái đồng xu. Ok. Bây giờ làm gì tiếp theo nhỉ? Đây mình có một cái bánh như rồi. Cái bánh này sẽ cho ai ăn nhỉ? Cho ông mày ăn chăng? Ông ấy không ăn. Ăn không? Ăn không? Không ăn. Quay ở đây. Ăn đi. Ăn đi. What? Con khỉ này nó ăn rồi. Cái bức tượng này đã ăn cái miếng bánh của tao. Ô, nó ăn rồi, nó chọn. Ô, nó không có tác dụng gì ạ. Tại sao mà nó la hét? What? Nó không ăn nữa hả? Hình như mình làm sai bánh rồi các bạn ạ. Nó không thích cái bánh của mình. Từ từ bây giờ mình sẽ làm bánh lại. Ok thôi. Ok. Chúng ta sẽ làm lại bánh có gì đâu. Ok chưa? À đây chúng ta quên không cho bột lên. Lấy lại cái bánh rồi ra chiên lại bánh thôi chứ có gì đâu mà chú cứ nóng. Nó không thích cái bánh của mình. Mình làm sai công thức.
Đây, chú ăn bánh của anh đây. Thì nó ăn rồi. À, nó bị bịt mõm rồi. Ăn cái bánh xong nó bị bịt mõm mà chúng ta lấy được một cái mảnh âm dương nữa. Chúng ta phải có cái bịt mõm nó. What the fuck? Mình có hai cái mảnh âm dương. À, mình nhớ là dưới này có một cái hộp. Ui, what the fuck? Cái thằng nhỏ. Cứu tôi, cứu khỏi cuộc đời tôi. Toàn ma với quỷ. Đây, chúng ta lắp vào đây. Yes. Lấy được một chìa khóa. Chìa khóa đây mở căn phòng nào đây? Cái chìa khóa để làm gì nhỉ? Cái chìa khóa để làm gì nhỉ? À, trời, lại trò cũ. Dùng đồng xu vặn ốc vít à? Này không được à? Dùng chìa khóa vặn. À, ok. What the fuck? Chúng ta lấy được tấm biển. Lấy tấm biển này làm gì đây? Đây có một cái biển, biển cấm ma, cấm ma, cấm vào các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm gì với cái biển này đây? What the fuck? À, bên này có một con khỉ nó giang tay. Đúng rồi, mình sẽ đặt tấm biển lên. Ok. Gì đây? Binh đoàn đã biến mất rồi. Chúng ta có thể đi vào trong được. À, lại một cái loại mật khẩu mà sáng các bạn ạ. 1, 2, 3, ok. Ok. Nhớ các vị trí nhá. Ok. 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 Ok, yes. Gì đây? Đi vào phòng gì đây? Ở đây rất là tối, ánh sáng thì không thể lọt vào. Ok. Ô. Chúng ta có tất cả những người âm ở đây này, con ngựa các thứ này. Mọi người ở đây hết, mọi người tập trung ở đây hết. Mình đã tiến vào bóng tối và không thể nhìn rõ được mọi vật. Có một cảm giác thật là kỳ lạ, như kiểu là bước vào một cái thế giới khác ấy. Chết chóc rồi, một thế giới toàn người âm. Ở phía trước hình như là có một chút ánh sáng. Ok. Ô, sáng rồi này. Những người này có phải là cha mẹ ông già ở tầng 4 không? Kỳ lạ, dù mình có nói chuyện như thế nào thì họ cũng không trả lời, họ bất động. Họ dường như là những cái bức tượng, nhưng mà trông có vẻ rất là người thật, rất là thật. Ok. Nói chung là tất cả mọi người đây đều rất là quen. Người đàn ông giấy, cậu bé giấy và con ngựa giấy. Ông mình lấy được một cuốn sổ gì đây? Một cuốn sổ ghi chép gì đấy? Ô, có cái hình gì ở dưới hồ đây? Mình cảm thấy rằng mình thấy thấy rằng rất là lạnh khi tới gần cái hồ. Ok. Nói chung là mình cảm thấy lạnh mọi người ạ. Quay ra thôi. Ông cụ, ông nói gì đây? Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi. Mọi thứ thay đổi thôi này. Bây giờ thì đứa nhỏ nó đi cà kheo rồi. Còn hai vợ chồng, bố mẹ vợ mình thì đã trở lại thời trẻ. Con ngựa thì đã ăn cỏ, mọi thứ thay đổi rồi. What? Ui, ghê vãi thế. Ê, mọi thứ lại trở lại bình thường. À, mỗi lần chúng ta ra hồ, mọi thứ đã thay đổi. Ôi, chúng ta lấy được một cái hình 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 người người giấy các bạn ạ, người phụ nữ giấy gì đấy. Ở đây có vẻ cũng hết manh mối rồi, chả lấy được cái mẹ gì. Đi ra đây. Bây giờ làm gì tiếp theo đây? Ê, cuốn sách này giống nhau này. À, mình lấy được vài cái tờ giấy ở đây. Mình phải nghĩ cách nào đó gắn mấy tờ giấy này vào. Ô, mình đan được một cái. À, ok. Mình vừa học cách đan được một cái gì như kiểu một cái giỏ. Bây giờ thì mình sẽ phải làm cách nào mình dính được mấy tờ giấy lên. Ok, tôi sẽ lấy một ít, làm một ít bột hồ các bạn ạ. Ok. Chúng ta làm một ít bột hồ. Ok, để dính giấy. Đâu rồi? Ok, lấy được một cái bát. Làm được một cái thau bằng giấy. Thau bằng giấy tác dụng gì nhỉ? Gì đây? À, chúng ta có một đồng xu. À, cách kiếm tiền đầu tiên. Ok, một đồng xu và cách kiếm tiền đầu tiên. Mình sẽ cho đồng xu. Không được.
Có lẽ là mình phải làm cách nào đó mình dính lông su lên lên. Mình có một cái mẫu ảnh ở đây. Ấy, mình để bức ảnh. What? Nó làm rơi bức ảnh rồi. À, ok. Chúng ta phải cách làm thêm một ít keo nữa, một ít hồ dán nữa. Mọi thứ phải dính chặt. Ok, làm một ít hồ dán nữa để dính. Ok, đi vào trong này. Mình sẽ dính mọi thứ. Từ từ. Dính cái đồng xu lên đây. Đập tiền vào mặt nó. Để vào đây, nó sẽ không nhìn được. Ok. Có lẽ là mình sẽ đốt cái bát giấy này. Ờ, à, đúng rồi. Đánh lửa. Nếu mà suy đoán của tôi đúng ạ, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ kia là sẽ thấy được một cái điều khác lạ. Đâu nhỉ? À đây. Quay trở lại chỗ mọi người. Có một cái thau vàng ở đây. Được chưa? À, chúng ta sẽ lấy một ít nước, một ít à, múc cô bé này lên. À, chúng ta có hai cái hình nộm mọi người ạ. Một hình là màu trắng và một hình là màu đỏ. Màu đỏ tức là vợ của mình đấy. Còn kia là màu trắng tức là em gái của vợ mình. Mà đổ nước ra để lấy được cái hình màu đỏ, chúng ta không thể làm gì được. Bây giờ phải làm gì đây? Ok, quay trở ra, đưa cho bố mẹ mình. À, bố mẹ mình hồi già cơ. Ok. Ấy, bố mẹ. À, đặt đặt ở đây mọi người ạ. Đặt cái hình ở đây. Cho cái này vào trong. Hay là lại thay đổi cảnh. Ok. À, con ngựa nó sẽ uống hết nước. Hay 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 hay. Chúng ta lấy được đây rồi. Chúng ta lấy được hai cái hình giấy đây rồi. Chúng ta lấy được hai cái hình giấy để làm gì bây giờ nhỉ? Chắc là phải dán lên đâu đó. À, dán lên đây. À, ok. Ok, hai chị em đi chơi. Cô gái nhỏ và người chồng kết tốt bụng sắp kết hôn. Là sao? Ô. Không ngờ rằng người chị mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy lại muốn giết tôi và lấy chồng của tôi. Là sao? Cảnh gì nữa đây? Cô gái trẻ thì quay trở lại rằm trung thu và tìm cách quay trở lại để lấy lại mọi thứ hay cái gì gì đó. Mình không hiểu lắm, người lừa dối chồng con gì. Đánh nhau à? Mình là người chồng á, mình đã đặt một cái bùa trên cánh cửa và khiến cho đứa em gái ma kia không thể vào được. Gì đây? Cô gái nhỏ của chúng ta đã trở nên yếu ớt rồi. Sự cách biệt âm dương nó càng ngày càng lớn rồi. Nói chung là đang đau khổ mọi người ạ. Bây giờ thì con rối bóng nó đã không thể cử động nữa rồi, nó không còn cử động nữa rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Bây giờ có phải là đứa em gái kia là em gái của vợ mình không? Bây giờ sẽ phải làm gì tiếp theo đây? What the fuck? Bây giờ thì sẽ phải làm sao đây? Con rối nó vẫn bất động và nó mặc áo màu trắng. Chúng ta đang lo sợ một cái chuyện gì đấy. Hoán đổi hồn hay sao á? Đã mấy ngày trôi qua và tôi không nhận ra vợ mình. Và cô ấy đã đốt cái đồng tiền gì gì đấy. Con ma đang chiếm hữu cơ thể của vợ mình rồi hay sao ạ? Bây giờ mình sẽ làm gì? Ô, nó đi đâu đây? Con ma nó đi rồi, nó đi ra ngoài. Nó bay ra ngoài rồi, bây giờ mình sẽ phải đi theo nó. Nó đi đâu ạ? Mình sẽ đi theo nó hay sao ạ? Có lẽ là nó sẽ đi ra rừng mọi người ạ. Mình ở đây có hai cái lối đi mà đầu tiên mình không đi được ở đây. Nó đi ra rừng thật. Ô, cứ nhảy trái nhảy phải hay sao nhở? Ok. Con ma nó dẫn mình đi đến một cái túp lều nhỏ. Có những người sống ở đây và có một tấm ảnh ở đây. Đây là cái quái gì? Đây là ai? Ok, mình không hiểu lắm. Ơ, bà cụ. Bà cụ chính là bà cụ ở ngôi ngôi làng á. Bà ấy bảo là một cái món nợ mà mãi sau này mới trả trả gì, mình không hiểu lắm. Bà là ai? Và nó có liên quan gì đến 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 câu chuyện hiện tại hay gì gì đó. Tất cả ở đây tôi sẽ kể cho anh nghe. Ok. Tôi có biết một chút tà ma gì ấy.
sống sống cái gì. Tiếp đi. Có hai cô bé bị bệnh hoài mà không khỏi. Sau đấy thì bị vứt đi à? Và tôi đã nhặt lại cái cô bé bị vứt đi. Hình như là vậy. Cô ấy sẽ có một cơ hội nữa, tôi sẽ có một cơ hội nữa là sao nhỉ? Hình như bà này ngày xưa cũng bị vứt đi à? À, bị chết rồi các bạn ạ. Bà là phù thủy thôi chứ không phải là cứu. Cô ấy đã bước qua cổng ma. Và chỉ cần bạn không về nhà là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ok. Tôi đã vứt bỏ vận may của mình và tôi đã sống thêm vài năm á. Ý của bà là sao nhỉ? Từ nhỏ ấy, tôi đã trốn ở căn nhà này. Bản chất của cô bé ấy là một cô bé sơ sinh trong lòng đầy thù hận cái đứa em gái của mình á, à, em gái của vợ mình á. Tôi đã gửi cô ấy đi một thành phố nước ngoài á. À không, bà ấy vẫn nuôi cái đứa em của mình. Tôi đã gửi cô ấy đến một thành phố để mong rằng cô ấy có những cái cuộc sống mới à. Nhưng mà hình như là cô ấy đã tìm ra được mà được mình là ai hay sao ấy, mình không hiểu lắm. Hình như là cô bé vẫn chết rồi nhưng mà lại vẫn sống được ở cuộc ở đời thường ở cõi dương. Mọi thứ nó lẫn lộn đảo ngược hay sao mình không hiểu lắm. Tôi đã không để cho cô ấy liên lạc với anh nữa. À không, đây hình như chính là vợ mình, bà này bà nuôi vợ mình à. Xong mọi thứ nó cứ linh tinh lộn xộn nhỉ, hay là thực sự là mình không thể dịch được. Năm ngoái thì cô ấy đã qua đời và đó là một sự phản bội à? Sao nhỉ? Mình không hiểu câu chuyện. Trước khi mà mọi chuyện kết thúc ạ, thì tôi đã gặp được con búp bê ma và nó đã đánh tôi à? Sau đó là tôi đã đi vào làng nhưng mà con búp bê ma nó không còn ở đấy nữa. Tôi đã đốt đi tấm ảnh. Ok, bà ấy đốt tấm ảnh. Bà ấy biến mất rồi. Ô, trời. Tất cả là lỗi của tôi, hãy giết tôi đi, quả báo là do tôi tạo ra. Là sao nhỉ? Không hiểu lắm. Tại sao tôi phải giết bà? Cô ấy không thể tồn tại ở cõi dương lâu như vậy được. Không lẽ nào cô ấy không phải là ma? Trời càng tối thì âm khí nó càng 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 nặng, tức là buổi đêm ấy sẽ tồn tại tốt hơn. Nhưng mà trời tối thì âm khí của cô này lại càng nhẹ đi, tức là cái dương khí. Có lẽ nào cô ấy không phải là ma? Cô ấy, linh hồn của cô ấy thì bị ép ra khỏi thể xác nên là tồn tại cái dạng như vậy. Ok. Có một cái cửa hàng và có một con ếch nhưng mà tôi không biết làm cách nào để phá vỡ được cái bùa chú hay cái gì gì đấy. Bây giờ mình đi phá vỡ bùa chú mọi người. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, tôi phải nhanh lên. Ok. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Cái gì đây? Bà ấy đang kêu gào cái gì đó. Vậy là mình đã hoàn thành chương 4 rồi. Chúng ta vẫn còn một công việc cuối cùng nữa, giải một cái gì đó cuối cùng mà bà già bá nói để có thể hoàn tất được cái nhiệm vụ sống cùng với vợ mình để cho cái cõi âm không còn làm phiền cõi dương nữa. Ok, tạm biệt. Bye bye.